Hello, chào Thỏ. Mẹ nhà không con? Hả? Con làm gì con ngồi đây mình à? Cho anh hai đi về rồi có buồn không? Đi vào nhà. Ngồi đây trên. Thật ơi. Ơ gì mà chụp con rồi kỹ cần nữa. Dạ. Có đi đâu rồi à? Không có, nó rang em mới nhổ. Ủa, sao mới nhổ ra? Dạ. Nó bị sao em anh kìa. Ờ. Dạ. Xong dạ. Mới nhổ. Anh quay video luôn. Ủa. Anh đi lên Tây Giang về đó hả? Ừ, anh đi về rồi đây. Dạ. Bán xóa quá. Em rong gúa hòn cho khách. Rong gúa hòn hả? Dạ. Sao anh Thái đi về rồi cái nhờ cũng vất vả vậy? Dạ. Đi về rồi nhờ cũng cực. Cũng hơi mệt xíu. Hơi mệt xíu này. Dạ. Bé đi học rồi về lo cho hắn ăn uống tắm rửa lau nó anh. Dạ. Rồi gú hòn, bó hòn nè. Rồi tự gú hòn. Trời ví dụ như hòn ở trên cao kia sao lại? Dạ. Bắt cái ghế lại. Bắt cái ghế lại sao leo lên lên luôn hả? Dạ. Mày giỏi chứ mày. Dạ. Đó, quý vị thấy cái ti thì đây quý vị mà giỏi lắm rồi. Bữa đi nhấc rèn, nhổ rèn về sưng nữa. Đâu coi thử sưng sao. Dạ. Ôi chứ ngại lắm, trăng lên rồi cái này. Đâu giỡn coi không sao đó. Thôi mẹ. Thấy. Sưng kỳ quá. Đi chợ rồi mua đồ ăn rồi cũng mệt thì có anh thấy nhờ khỏe hơn thì dạ anh khỏe nhưng mà chắc anh về cũng lao ro vô đó anh thử. Dạ. Đúng rồi, cô bác anh chị cũng hỏi sao mấy bữa nay không thấy anh Thái đi với anh Hải đây. Dạ. Anh Thái bố anh Thái đau nặng quý vị ơi, không biết là có cua khỏi không nữa, chắc giờ chắc dạ, cũng... không qua khỏi đâu, tại vì hôm qua giờ yếu rồi, yếu hung lắm rồi. Núi mới núi mon rồi thì chắc là không qua khỏi được, chắc là thơm cái chắc là ngày nay ngày mơ ngày mốt là đi thôi chị, yếu quá luôn không ăn được chi luôn rồi, nằm núi mới núi mon mà cứ khóc miết à. Nhìn thế là nước mắt chảy miết. Tại vì có ba chị em mà hơi bà chị gớ thì có chồng có con đồ rồi cũng ổn định rồi. Thì ông dò ổng thương hơi chồng em lắm. Ổng lo, ổng chỉ lo hơi chồng em là con còn nhỏ anh kìa. Con còn nhỏ vợ mà vợ thì bệnh, vợ thì bệnh không biết sống được lao không nữa. Rồi anh thớ thì rứa đó chưa ổn định cái gì hết chứ. Vậy là anh Thái đã về đây rồi, bữa anh đi Tây Giang chắc cũng được 3-4 ngày rồi đó hì. Dạ, thì hôm bữa đi Tây Giang với anh đó. Cái thì bà dò điện vào nói là bố yếu lắm rồi, bác sĩ trả về rồi. Thì nói chung bố thì chạy thận từng 3 lần cũng được 2-3 năm nay rồi. Mà bây giờ thì bác sĩ đã trả về không chạy nữa thì chỉ được 2-3 ngày là mất thôi. Dạ, chứ tại vì thận không lưu thông được. Mà bây giờ cái... Đọc, anh nghe anh thấy nó mười mấy năm chạy thận rồi mà, chứ đâu phải 2-3 năm. Mười mấy năm rồi chứ. Mười mấy năm thì nó nghe là bị thận mười mấy năm thôi. À, bị thận mười mấy năm rồi. Còn chạy là chạy là ở bệnh viện xúc á. Là 3 năm nay ở bệnh viện xúc thuê nhà nghỉ ở. Thuê nhà trọ ở bên gần bệnh viện ở đó thế đó. Từng chạy 3 lần nữa anh. Mà bữa nay bố bị ung thư phổi, cái u ở trong phổi này nó di căn lên não nữa. Nó di căn lên não nữa rồi bây giờ nên bác sĩ kêu là không chữa được nữa bây giờ. Thôi cho ông yếu quá cho ông về nhà. Mà ông cứ đòi về nhà luôn á. Đòi về nhà để chắc là gặp con gặp cháu á. Dạ. Đến thế ngày mai hôm qua ông yếu quá ông khóc. Thì ông cứ ái vì nãy là cũng chưa gặp bé Thỏ nữa. Nhưng mà bé Thỏ thì giờ anh thấy anh kêu nó cũng yếu nữa. Thôi để nó ở đây với em cho vui. Dạ. Chứ bây giờ cho nó về nữa người ta đến đốm đông đồ nữa mình ảnh lo hai đứa không ái nữa cho nên bé Thỏ ở với em cho vui. Còn em thì muốn về lắm anh ạ. Nhưng mà không về được. Tại vì em bệnh nữa đúng không? Em bệnh phần mà giờ cũng thì hồi đó giờ về chỉ có một lần thôi. Nhưng mà em thương bố lắm. Tại vì bố rất là tâm lý, bố rất là thương em. Thì về mỗi lần
Hồi đó em về là bố ngồi lại hay hơi bố con hay kể chuyện với nhau, bố hay kể về chiến tranh ngày xưa rồi cho em nghe, cũng tội lắm anh, thương em lắm. Rồi Hồng Mô cũng điện nhắc anh thế là cái Hạnh nó nhỏ bé thì thương yêu nó nghe, đừng có làm cho nó buồn nghe. Mà bây giờ bố ốm nó lẽ bố bệnh nặng, em muốn phút cuối cùng em muốn về gặp bố lắm, nhưng mà em bệnh như thế này về đốm mo đốm đồ luôn nè, mà do em lúa nó đốm mo đốm đồ về không tốt á, cho nên thôi con ở lại đi. Bố mẹ bố cũng hiểu, bố mẹ cũng hiểu rồi, cho nên có chê đâu con đừng có buồn nghe. Thì em buồn vì mình, nếu mình là một nàng dâu khỏe mạnh á thì em buồn vì hồi đó em đã là một người không, nàng dâu không may mắn để lo cho bố lúc ốm lúc đau, nhưng mà bây giờ bố mất thì em cũng không về được, nên nên thật sự nhìn hai bố con dẫn nhau về ngoài Bắc em buồn đứt ruột lên hả, nước mắt em chảy luôn á, tại vì em là một nàng dâu không hoàn hảo như người khác á, thì em chỉ biết là gọi điện về nói bố với mẹ, em chỉ nói được với mẹ là mẹ ơi con xin lỗi là con như rày, con cũng không về trong lúc bố ốm nặng như thế, thì thôi coi như kiếp này con nợ bố một nàng dâu, nợ bố mẹ một nàng dâu nha. Thì bà mẹ chồng em bà cũng khóc, bà kêu mẹ hiểu rồi, mẹ cũng biết chứ con bệnh tật yếu đuối mẹ cũng không trách gì con đâu. Dạ thì Tội lắm quý vị ơi. Hãy nghe mà hãy cũng xúc động thật luôn quý vị ạ. Nếu mà em cũng không có đau ốm gì thì em về cũng được đúng không? Mà đau ốm mà về đó cũng xa xôi nữa dạ với lại ha. bệnh người bác họ cũng kiêng là ví dụ kêu bị ung thư là gì đúng mo lận là ung thư phát nhanh lắm anh, dạ cho nên kiêng á, cái mẹ kêu mẹ sợ con về đó rồi đưa vô đúng mo đúng đồ cái hơi nặng, bởi là em mà về đấy thấy bố làm với đứa em hay khóc hay đồ á thì mẹ biết là mẹ nghĩ là em là người hay khóc đồ kìa, nên mẹ kêu về sợ nẹo với lần về nó em cũng không biết giải quyết được cái gì nữa, mình bây giờ đau ốm đi nữa về nữa thôi em ở lỡ rồi, khi nào mà lo đốn đúng cho bố xong, nếu mà hè hè nó ái về được thì cho cái thỏ về thắp hương cho ông luôn cũng được. Dạ. Cái thỏ mua ông thương thỏ hồi đẻ rồi, giờ ông gặp cái thỏ mới có lần thôi, hồi đó với thỏ mới có 2 tuổi thôi, bây giờ cũng 3 năm nay ông không gặp thỏ rồi anh, giờ muốn gặp bé thỏ lắm mà giờ không tiện về, đưa mình đến thế đưa đứa về về đó bà cũng lo cho ông rồi, cũng mình đang lo cho 2 đứa nữa cũng cực á. Với lại 2 năm nay dịch Covid nữa, rồi cũng đâu đi về được, bữa Dạ nay đúng mới về rồi đó được anh, rồi. 2 năm nay, 3 năm nay, gần 3 năm rồi chứ gì. thì anh nghĩ đây gần từ hồi dịch tới giờ em hóa em truyền hóa chất miết nữa, mà em cũng bệnh miết nữa đâu có về bác được, sức khỏe yếu đâu có về được đâu, thì bữa nay thì sức khỏe nó cũng ổn đi, nhưng mà về đúng mô ấm đồ cũng không tốt đó anh kìa. Đúng rồi. Dạ chứ không ấy là bình thường, ổng không yếu quá thì về được, bây giờ thế kìa, bây giờ bác sĩ đưa biểu về được vài bữa nữa chứ mấy, ổng làm thở lây rồi yếu lắm rồi, nên thôi hai mẹ con cố gắng ở đây lo cho tự lo cho nhau, hai mẹ con tự lo rồi cho anh thứ anh về đó lo cho bố được ngày mùa lo, rồi đốm đốm đúng dù bố xong rồi chắc cũng anh kia cũng cũng cả tháng mới vào được. Dạ cái Trời ơi, đề hai mẹ con ở đây cũng vất vả hiền. dạ thằng Bảo ở đây cũng được nhưng mà phụ em cũng được, nhưng mà thằng Bảo là cháu đích tôn anh ạ, nên nó không thể ở đây được, nó phải xin nghỉ học để về. Quản lý hắn hình như là lớp 1 cũng gần thi rồi đúng không? Đúng rồi rằng thi rồi, nhưng bây giờ ông như đứa thì nó phải nó không thi được không học được rồi anh ạ. Không Dạ sao đâu, thì nói chung nó về ông giờ có nghỉ năm học lại thì cũng phải chấp nhận chứ sao giờ. dạ đúng rồi, vì cháu nó là cháu đất tôn chứ anh thế thì cho nó ở đây nó với phụ em cũng được, không có nó em cũng vất vả á, nhưng mà bây giờ nó về nó đổi tang cho ông chứ bây giờ đồn ra được đúng không anh. Tội quý vị ạ. Ngồi Hạnh đi ra ở nhà có tí ti rồi mà lấy đưa hàng rồi đó. Nghe nói là phải lấy ghế rồi đó, bắt rồi gửi cho cô bác. Mấy bữa nay sau em bán có được không?
Dạ bán được có mấy đơn thôi anh. Mấy đơn rồi hả? Dạ bán cũng chậm. Dạ bán cũng chậm. Để cô bác anh chị nào mua hàng ở đây thì có thể liên hệ với Hạnh ha, để giúp cho Hạnh có Bây thêm thu giờ nhập. thì cũng không còn hàng bao nhiêu nữa, tại vì bán chậm quá nên em cũng ít nhập về nữa anh kia, cho nên em chỉ còn ít đồ thôi. Dạ còn cái mấy cái phủ bạc, nếu mà cô nào bị tóc tóc bạc đó, thì mua dùm cho Hạnh về phủ bạc, còn được cái tầm 10 lọ như thế này. Cái này là phủ bạc để cho nó tóc nó đen, đen là phủ cho nó Dạ bạc là phủ cho đen đúng không? những cô nào mà bị bạc tóc trên này anh nhỉ, thì mình mua cái này về cái mình chải lên nó che bạc lại mà nó mượt tóc. Cái này là hàng thiên nhiên nữa, Cái này không mấy có hộp đây? nhiễm da đào. Dạ giá của công ty là 320 miễn phí ship nên hả. Dạ nên bây giờ em thấy nhiều cô bị bạc tóc hay ra ngoài tiệm á, nhuộm thì nó rát da đào nó hại, nên dùng cái này thì nó Thiên an nhiên. toàn nữa. Đúng Dạ rồi, nhiều người bị bạc tóc lắm. Có cái lược gì đó nữa đúng không? có Mà cái đó lượng hình như anh cũng có à, chia anh sẻ chia là sẻ lên thì bán cũng được chục lọ, à. bây giờ còn chục lọ nữa. Tội. Vì tại vì ví dụ nó hạn mặn lớn lớn chút cũng được thì khỏe. Chua cho mẹ con ở nhà. Có còn quần áo này phơi này, ai đem vô đây mới thỏ, ai đem vô. Cái thỏ em phơi mà em móc, em dẹt xong em móc, nó cái thỏ đem ra đây móc cho em, mà móc xong rồi cái mới đây em để đó mà em chưa dẹp vô á, xíu nữa dẹp vô trong phòng. Tội cái là Hạnh ở ngoài này không có ai mà gần gũi quý vị, ví dụ như có chị em ruột cũng dễ, thì chị hai với Hạnh thì ở đâu trong quê xa lắc, còn em Có hơi mẹ con đuổi thủi một mình buồn lắm mình hả, con thở có người bảo ở đây vui mà trừ hơi có con về rồi không biết còn môi vô nữa. Ủa mà sao đau răng nữa hả? Ý là mới 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 đi nhổ răng hả? Rồi. Dạ mới nhổ có ra sao cho nên hả. Dạ sưng nữa mới nhổ về. Rồi cố gắng rồi, rồi. Anh thấy anh sắp xếp rồi, cái gì anh vô cho anh phụ cho em, cho thấy thì cổ nhà thì có anh thấy là trụ cột. Ở đây phải gần bò câu thì cũng đỡ anh ạ. À. Nhưng mà ở đây có mỗi hai mẹ con thôi nên cũng cũng buồn, nhưng mà tự lo bé thì ngày mai đi học cả ngày nữa. Em ở nhà em bán hàng được đơn mua thì gói lên đó rồi đi chợ nó e rồi đấu nó về vậy đó anh kìa. Thôi Rồi. kệ cầu mong cho anh thấy anh về đó lo cho âm được là em cũng vui rồi nè, tại vì đáng lẽ ra là nếu mà em là một người vợ khỏe mạnh á thì ảnh cũng về từ Lao để lo cho ông ở bệnh viện rồi đấy anh, nhưng vì em bệnh em ở trong này, em bị bệnh em ở trong này nữa, con nhỏ hơn đứa nữa anh biết không, nên ảnh giờ ảnh bỏ về ngồi nữa thì không ai lo cho mấy mẹ con em, mà bây giờ có cái thế âm nặng quá thì mới về. Với lại bò do bà cũng tội, bà kêu thôi con cứ vợ con bị rứa con cứ lo cho vợ con đi, ở nguồn ông ở nguồn đi thì có mẹ lo cũng được. Dạ nhưng mà ông làm trên viện thì bà cũng ở nhà, bà trồng ra trồng đồ rứa bà cũng không lên viện được, nó lao quá bà mới lên thăm ông thôi. Dạ chứ bà không Chắc lên ông mấy năm nay thì ông giống như là bệnh viện coi như là nhà chứ gì đúng đúng không? rồi, thuê cái nhà trọ gần bên bệnh viện nha anh, tại vì chạy từng 3 lần mà đi đi về về xa nè, Xa đúng ông không có sức về, ông không? mệt mỗi lần chạy xong mệt lắm anh, mệt lắm. Dạ. Cho nên thỉnh Nhà, thoảng nhà anh thấy mà lên bệnh viện hình như đi ở vùng quê đúng không? Giống như là đi thì mấy chục cây số, đúng trăm rồi cây đi xe số. buýt lên với anh, phải đón xe buýt lên. Dạ Nói chung là cái bệnh mà bệnh thận, suy thận giai đoạn cuối quý vị, là nó mệt mỏi lắm. Rồi còn ông bị ung thư di căn nữa hả? do ung thư phổi di căn lên não rồi. Trời ơi, Dạ thôi chứ còn. thở không được, di căn não là mấy bữa ở viện thở oxy rồi bữa nay đã đỡ, bác sĩ cho về ông về gặp con gặp cháu, chứ không lẽ em viện mắc ở trên bệnh viện thì không gặp được con cháu nữa. Anh thấy anh quay là con cháu vừa về tập trung cũng đông lắm. Đông lắm anh, bò con mấy anh thấy đông lắm. Dạ Để tội. dạ hồi ông còn khỏe mạnh Ông thì là ở Bắc Giang phải dạ ở Bắc Giang, hồi ông còn khỏe mạnh thì em cũng hay nói chuyện điện cho bố nói chuyện là
Thôi bố ơi, con giờ con cũng đi rồi, con không lo được cho bố, không giúp được cho bố cái gì thì thôi thỉnh thoảng có cái gì bổ ngon thì gửi gì cho bố em với anh kìa. Chứ còn em để động viên tinh thần cho bố đâu, chứ còn em thì em chả giúp gì cho bố mẹ được. Dạ, em cảm thấy mình Chắc bố mẹ cũng hiểu cho em mà, đúng không? Hoàn cảnh của em thì ai mà không dạ, may thương, mắn chắc là mẹ em cũng hiểu chứ. dạ, may mắn là em hồi đó em ra ngoài đó em sợ lắm. Hồi đó hồi vì sinh sinh hai đứa rồi em mới về quê mà. Dạ, em sợ, em ngại, sợ bố mẹ về thấy em như vậy buồn quá anh kìa, em không dám về. Nhưng mà nghe là anh thấy anh kêu về đi, bố bố mẹ cũng điện kêu mà mẹ biết con rồi, con không có gì phải ngại hết. À, con dù ra con cũng xin cho bố mẹ được hai đứa cháu, nên bố mẹ không có buồn đâu. Bố mẹ thương con là vì con cũng nghị lực, con cũng biết đi lồm lo cho con, cớ với con đâu có vô dụng gì đâu mà bố mẹ có buồn đâu. Chứ em liều em về đúng một lần á, em về em thấy bố mẹ chị rồi cũng thương em. Dạ, từ đó về đúng một lần xong em bệnh ung thư mới tiết trừ, em chưa về lại luôn ạ. Đúng rồi, luôn cái đợt mà em về xong là vô là bị Covid rồi, rồi phát hiện ra ung thư luôn đó Đúng rồi anh, ha. cứ là không về cái khỏe mạnh thì cũng cũng cũng, cũng về. Dạ. Đó, thì nghe mà cái sốc ruột quá vậy. Bà Thảo ở nhà có ngoan không? Chắc cũng nhớ bà lắm nhỉ. Trời khóc lắm anh, bữa hồi mới đi á mà hờ bố con nó đi trụ khóc chi mà khóc, cứ đòi cho thế tại sao không cho Thỏ về bà nội ông nội, tại sao anh hơ được về mà Thỏ không được về, khóc dữ lắm. Em dỗ miết đó chứ, cứ chiều là bữa nay cũng đi chiều đón về, chiều đi học đón về là tự nhiên khóc cái răng để Thỏ Thỏ nhớ bố nhớ anh hơ. Ủa đi đi học à? Bà đang cũng đi học đó à? Nó đi học rồi anh, Đúng rồi, đây đi học rồi. nó đi cho đi học rồi. Rồi em đi đón bé Thảo luôn á. Dạ em đi đón nó ở trường nguồn đi anh. Đó Dạ. hả? Thảo ơi! Thảo ơi Thảo! Nè, Đây. Thảo nhớ bố không? Có. Dạ À. nhớ nhớ. Dạ nhớ. Mình là uống mới hết tóc à? Dạ nó hết tóc đó. Nó hết tóc con trai rồi nó luôn. Hết con Rồi. tay luôn á. Chỉ thích đẹp đồ con trai đó. Thế bây giờ Thảo có nhớ anh Thơ Dạ. không? Hả? Có. Dạ có đi. Dạ có. Hồi nãy ảnh vừa vô nhìn thấy ảnh ngồi ở đó một mình rào hiu nữa hả? Dạ, chơi mình ở ngồi nữa đó anh. Thế Thảo có muốn ra ông nội không? Có. Thảo ở nhà không có anh hai Thảo buồn không? Ở nhà phải phụ mẹ nghe, phơi đồ rồi cho mẹ nghe chưa? Đi chứ xưa lấy vừa phơi đồ cho mẹ, là em móc rồi nó đem ra nguồn cho nó phơi, phơi xong rồi nó tung vô cho em. Giỏi Ừ. vậy. Xe cũng biết phụ mẹ lắm, còn lau nhòa nữa anh hả? Sáng thì còn lấy cây lau nữa, lau nhòa nữa. Giỏi rồi ta. Ừ. Thỏ hôm nay được 5 tuổi rồi đó. Họ 5 tuổi rồi, nếu mà Thỏ khỏe mạnh, chân không yếu là phụ mẹ giỏi như anh Hơ luôn, mới dẫn đâu. Nắc lên con. Mua luôn cuối cùng chưa đi hát được gì trơn. Chưa đi. Bữa nữa tính lễ đi hát đó anh. Mà anh thớ chắc lễ không vô được rồi, biết em. Lễ không vô được rồi, chắc qua lễ ảnh mới vô quá. Bà đây mới hôm mấy hả? Dạ. Hôm ba hả? Chắc cũng từng nữa đó ha. Tuần Từng nữa nữa là bà là ông con chưa ta vô chưa được vô đâu. được. Tại vì ông già mắt còn phải lo cho ông già xong xuôi đâu đó rồi từ từ vô, chứ vô liền bà già có buồn. Tại vì ông mất rồi mà đi hết, đi đi vô có mình bà già ở nhà bà buồn. Dạ. Tội. Dạ. Em buồn lắm chứ. Ừ. Được được chi mà đi vô lại đi ra được thì giống tội ông thì Dạ. cho nhìn cái thỏ rồi Mà anh muốn cho anh nhìn cái thỏ bé thì thỏ nó nhỏ chứ còn lâu mình lâu lại có hay xem. gọi gọi giọng gọi video rồi giọng xem không Ông có điện thoại cảm ứng, có cái cục gạch mà. Ông đâm ông bà đâu có chứ có dùng mà cảm ứng được. mới lại đau bệnh viện rồi cứ đi lên xuống Dạ. rồi đủ thứ thứ này Dạ. tội. Ông bà không biết dùng cảm ứng nữa mà. Bởi nên đâu có thấy mấy năm thì đâu có thấy thỏ đâu. Dạ. Không thấy thỏ đâu. Tối giờ hai mẹ con nấu cơm gì chưa?
Em mới nấu xong đó anh. Mới nấu xào rau xong đấy rồi xí nữa cho nó ăn. Em đưa gói mấy đơn hàng xong rồi cho nó ăn cơm. Thôi anh đi ngang qua đây anh ghé thăm hai mẹ con một chút nhỉ. Rồi ở ngoài này nếu mà có gì mà khó khó gọi cho anh ha. Anh cũng mới đi Tây Giang anh về đây. Có gì mà cần thiết gì đó thì gọi cho anh biết anh giúp được gì. Sáng ngày em gửi cái thỏ đi học á. Rồi em xuống bệnh viện đó anh hả? Bệnh viện để sốc thần tim. Để lao á, lúc luôn nhiễm trùng mai xuống bệnh viện. Ví dụ như mà đi xuống bệnh viện mà về chưa kịp phải nói anh chở anh thỏ gì đó về nhà anh chơi. Nếu mà em xuống em sốc vùng tim sốc buổi chiều anh. Mơ em tại vì là nhiều cô chú của em là hết ung thư nhưng mà em vẫn còn ung thư xương. Tại vì xương em mấy hôm nay cũng nhức nhức nữa anh hả. Nên xuống để hỏi bác sĩ rồi có soạn xương nha em thăm á. Thì soạn xương luôn rồi. Soạn xương thì không biết em nói soạn xương rồi phải nhập viện nữa không biết ra em đây. Em xuống hỏi thử sao. Nếu mà soạn xương phải nhập viện thì em phải gửi thỏ về quê. Nếu mà như vậy á là để anh xem rồi anh chở về cho. Dạ, nếu anh về quê thì anh chở hộ giùm em thỏ về. Để anh chở thỏ xuống với vô chị hai cho. Dạ, về gửi tại vì mấy hôm nay xương nhất, trưa cũng nhất ngủ không được. Mà nhiều cô chú cũng tưởng là ấy là tế bào ung thư thì nó chưa di căn chỗ khác. Chưa di căn chỗ khác. Nhưng mà ung thư nó vẫn là còn ung thư xương. Vẫn còn di căn xương tại vì xương của em nó giai đoạn cuối rồi á. Đúng rồi, hôm trước em chia sẻ thì có một cái phần kết luận anh có gửi cho bác sĩ á. Bác sĩ nói là em vẫn còn có di căn xương nữa chứ chưa có phải là gọi là hết. Nhưng mà cái tế bào ung thư mà như hôm trước mình đi kiểm tra máu á hoặc là như vậy đó là bác sĩ nói là chỉ có là nó không có di căn qua các cái bộ phận khác như gan là phổi thôi. Dạ đúng phải rồi. Không? Đúng rồi. Trời anh cũng tưởng đâu là hết hết bị ung thư rồi chứ ai đâu có biết đâu. Ung thư thôi em mừng thâu với anh. Có nghĩa là hắn chỉ ngưng thôi. Người vẫn còn ung thư nhưng mà hắn ngưng nó không có di căn sang cái bộ phận khác. Ví dụ như những người mà bình thường á là đa số như là họ là nó di căn qua nhiều cái bộ phận đúng không? Nhưng mà em là nó ngưng. Nó không di căn nữa nhưng mà vẫn còn ung thư quý vị. Đúng rồi, hôm trước cô bác cũng họ hỏi anh vậy đó. Ủa Hạnh hết ung thư rồi. Anh cũng đâu biết đâu ung anh đâu vậy. Ung thư hết được dễ gì hết được anh. Nó chỉ ngưng. Ung thư xương là bác sĩ còn chữa không được mà. Dễ gì khó lắm anh. Với lại cái đại tràng em kép đi á là nó di căn vào xương. Nhưng mà để nó khỏi phải di căn gan hay phổi thì mình trong đó mình cả ăn uống cẩn thận nữa anh. Vì em cũng ăn uống đủ thứ, em kiêng cữ nữa nè. Với cái hợp uống thuốc uống đồ đủ thứ thuốc hết chứ không phải là một cái loại thuốc. Không phải là một loại thuốc nam của cô Hường. Còn nhiều loại thuốc em uống nữa. Đúng rồi, anh thấy cái giò thuốc của em quá chừng bởi vì cũng nhiều cô bác cũng hỏi thì nó là Hạnh cũng kết hợp vừa uống thuốc lúc trước rồi uống thuốc của cô Hường đúng không? Rồi uống thuốc nam, uống thuốc có gì uống thuốc tế bào gốc. Gốc gì đó hả? Dạ, tại rồi. Vì em nói chung là đông tây anh đông bác gì lại mà uống hết. Em uống tùm lum thứ mà hết trơn à. Thuốc của Hường thì em uống được 2 tháng. Xong rồi hơn tháng thì em ngưng thuốc của cô. Thì em uống qua cái tế bào gốc. Dạ, chứ không phải là uống kết hợp đúng không? Kết hợp. Với lại anh nói lên với nhiều cô chú nghĩ là em uống mình thuốc của cô Hường thì nhiều cô chú theo. Theo là lỡ không ổn bệnh thì cũng cô chú cũng gọi. Nói chung là mấy bữa cũng có cô chú gọi cho anh thì cũng có người nói này có kia thì thật sự thì Hải cũng chỉ chia sẻ để giúp cho bác Hạnh đó quý vị. Mong bà Hạnh nó khỏe bệnh thì ai cũng mừng cho em ha. Dạ. Nhưng mà đôi lúc có những trường hợp uống thuốc mà cũng ăn uống rồi nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố chứ không phải là tự nhiên là uống vô là ngừng nó chỉ số được như em đâu. Nên là thật sự là Hải cũng hoàn cảnh của Hạnh thì Hải chia sẻ nhưng mà Hải cũng từng chia sẻ với vị Hạnh uống nhiều thuốc lắm rồi đây nè bây giờ em có để ý đó đúng không? Tế bào gốc gì Hạnh uống tùm lum hết trơn rồi. Rồi nhiều cô chú người thương cho uống cái này đó hả? Menti chết đây nè rồi nhiều thứ lắm cô bác anh chị ơi. Nên là cô bác anh chị gọi đôi lúc Hải thật sự là Hải cũng nói nhiều lắm. Hãy không thể nào Hải trả lời hết được mà cái bệnh ung thư là biết rồi ở Việt Nam mình là nhiều lắm. Khi mà chia sẻ em lên cô bác gọi cho anh mà gọi anh mà anh không làm được cái gì luôn đó em. Rồi anh đã đầu luôn á, chắc anh nghĩ em cũng đã đầu luôn đúng không? Em kêu tâm anh hở lên nơi quay giúp em để em nói lên là
nhiều cô chú anh chị gọi cho em quá trời luôn, gọi đến nỗi em không có thời gian để nghe luôn á. Gọi mà cứ kêu là bác bệnh cho xin số để hốc thuốc uống, nhưng mà em cũng có nói khổ cái là bác Hạnh có người cũng gọi rồi uống xong này kia, nói chung là cũng anh nhận đủ thứ cuộc gọi. Thật sự quý vị là hãy cũng mong rằng quý vị hiểu là hãy cũng chia sẻ để cho giúp cho hoàn cảnh của bác Hạnh thôi. Ví dụ như uống thuốc của cô Hường, cũng có những cô bác là cho thuốc em nhưng mà đâu có đưa lên trên này đâu, đúng không? Ví dụ như là ý chỉ em về thuốc này về thuốc kia đó. Em sợ là nhiều cô chú anh chị cứ nghĩ em bất bệnh ung thư, rồi cứ lái thuốc uống mà rồi đoan uống thuốc này lại bỏ lại qua uống thuốc như của em á, thì lỡ không hợp thì tội cho cô chú anh chị. Chứ không phải tại vì thuốc nam thì mai phước chủ thài, có người hợp có người không hợp. Với lại đại là em bị đại tràng cho nên ăn uống cũng phải cẩn thận nữa kìa anh. Ăn uống rau củ quả rồi nhiều cái đó, mình kiêng cữ rồi, như gạo là gạo trắng em cũng không ăn nè, em chỉ ăn gạo thảo dược nữa, mà ăn mấy cái nó để đại tràng mình nó ái được không á. Chứ nhiều cô chú đâu phải nghĩ uống thuốc nam rồi mình ăn đợi ăn còn nữa rồi. Hạnh cũng may phước là được nhiều cô chú yêu thương nữa nè, động viên tinh thần nè, ăn uống đủ thứ nữa. Hồi đó có chị nữa, em ngủ không được thì em cũng mệt, em nóng người thì chị gửi cho em một cái hộp tế bào gốc thì em uống vô em thấy tự nhiên nó khỏe, cái em mới lái về em mới mua về em uống luôn tới trừ em uống được hơn tháng rồi anh. Tại vì em thấy cái nó cũng tốt á. Thì ngày mai là em đi bệnh viện đúng không? Để kiểm tra lại chỉ số ung thư xương đúng không? Đúng rồi, có anh cũng gửi cho bác sĩ ông ở Sài Gòn đó. Cũng nói là em đâu có phải là hết bệnh đâu. Anh cũng mừng thẳng hồn luôn á, chứ trời ơi, anh về anh chia sẻ lên cái cô bác gọi ổ trời với Hạnh hết bệnh nữa, trời anh mừng anh rung luôn mà. Cuối cùng gọi anh rồi người nói này người kia thôi, cái đó anh thôi anh xin lỗi anh. Mà hôm bữa trong video, chỗ cái hình ảnh CT á là hắn kết luận ở dưới là xương của em bị cái gì ra chỗ vai với hông quá trời ghê anh kìa. Bảo biểu là thoái hóa. Thoái hóa bên hơi cái hông và thoái hóa bên đốt cổ mà. Y quay nữa, mấy bữa lên nhấc hai cái mông này nè. Ngồi lao gói hàng bị ê hết cái mông mà. Chứ đâu có khỏi được, nếu mà khỏi được thì trời ơi. Lần nghĩ ra mới uống 2-3 tháng thuốc khỏi luôn ung thư cơ mà. Có mà kỳ diệu quá đúng không? Thì nhiều cô bác anh chị nghe như vậy. Cho nên cô chú nào mà muốn uống thuốc nam rồi kết hợp ăn uống lại đúng không? Thì phải kết hợp ăn uống đồ tìm hiểu thêm chứ không phải là rồi Hạnh ăn uống rau thì cũng rau từ chị hai ở quê ra là đủ thứ nữa đúng không? Rồi máy xay ép nước uống sống, nói chung là lại thấy bác Hạnh nó thật sự nó kiên trì mà nó chịu khó, hãy cũng không biết có thể là cô bác anh chị theo kịp được không á, cũng đọc không sách theo rồi được đâu. Em nghĩ là nhiều của chú không bao giờ theo ít có không vỡ mơ theo mà khó lắm, khó ăn uống khó. Là đọc sách rồi cũng tìm hiểu nhỏ nhỏ vậy nó chịu khó lắm quý vị. Cô chú cũng nhiều và nhiều cô chú yêu thương rồi động viên tinh thần nữa đúng không? Dạ đúng rồi, nhiều cái hợp nhiều cô chú gọi điện thoại, trời ơi nó thật sự là hãy cũng rất là muốn là được cô bác được khỏe bệnh thì ai không mừng thấy không? Nhưng mà cũng có những cô chú uống rồi á, thì cũng có những cái ý kiến này kia đó, thì anh cũng xin lỗi anh cũng không đang hết được đó. Em sợ nhiều, ví dụ như hôm bữa có chị điện kêu là ba chị đang ở ông bú, bây giờ chuẩn bị vô hóa trị đây mà nghe em uống thuốc em khỏi bệnh hả Hạnh, thì bây giờ thì chị khổ hóa trị thì đi về cho hốc thuốc cho ba chị uống đó, như thế thôi. Em sợ lắm, em sợ là uống về uống không hợp rồi chết tội nữa hay chết. Bây giờ nên xong cái video này cô chú nào nghe thì phải suy nghĩ trước hay phải tìm hiểu cho kỹ, với lại uống thuốc uống đồ phải cái hợp, em uống đồ kiêng cữ. Cái Hạnh thì Hạnh chưa bất bệnh được, cho nên Hạnh vẫn còn ung thư xương, vẫn bị can xương nặng lắm. Nặng lắm, nhưng mà để đi hóa trị xương về xương chắc chưa ổn được, tại vì còn nhức lắm. Nhiều khi em vui vẻ lọt quân như vậy thôi chứ đêm nằm nhức đâu ai biết được. Mấy hồi thì nó đỡ nhức hơn, nó đỡ nó, tại vì em mới chuyển thuốc xương ha, cách đây mấy tháng chứ mấy,
Khi mà bác sĩ cũng nói mà nếu mà không chịu rút xương nữa thì nó hết cái thuốc ở trong người nó sẽ nhức lại. Dạ. Nói chung là rồi cũng hai đợt đi kiểm tra kết quả là anh cứ nghĩ là em ổn, em khỏe hết ung thư rồi. Nhưng mà sau đó tìm hiểu là có nghĩa là cái ung thư đó nó không có di căn sang bộ phận khác thôi, đúng không? Đúng Chỉ số rồi. trong máu là ok, Dạ đúng rồi. chứ còn mà ung thư là vẫn còn. Ung thư vẫn còn là À, phải đi can xương vẫn để còn. cô bác họ hiểu, chứ còn nhiều cô bác như anh chia sẻ đây anh cũng thấy em mừng cái chỉ số này, bởi vì đa số những người mà đau ốm như em nhiều nhiều ung thư á là hay bị di căn sang những bộ phận khác, đúng không? Dạ đúng rồi, nếu Đây. mà là hơn 3 năm là phải là có người họ còn di căn tùm lum chỗ chứ anh, Đồng năm mà chỗ bây nhưng giờ mà mình vẫn đứng im chỗ chưa di căn đâu hết là mừng lắm rồi. Dạ nghĩa là mừng đó, cái đó, nhưng mà cái vấn đề hết là chưa có hết. À, rồi dạ chứ bây giờ nếu mà di căn chỗ khác là em phải khổ nữa đó, em phải hóa trị tiếp đúng không, nhưng mà vẫn ổn mà lẫn không di căn là thì chỗ khác thì nó có thể kéo dài sự sống cho mình. Dạ em giờ em lo lo nhất cái xương của mình, tại vì xương mà bác sĩ nói là nếu mà di căn qua gân thì có thể là chữa còn đỡ được hơn, chứ còn nó vô xương này nó đen từng khúc ở trong xương rồi, không thể nào mà mổ ra để mà làm gì trong xương được hết á. Dạ cho nên là bây giờ em đang uống cái tế bào gấp này, vì em thấy nhiều người bị xương á là uống cái tế bào gấp là nó sẽ là tự làm lành được cái xương của mình á anh, thì em sẽ theo cái tế bào gấp này vài 3 tháng, 3 tháng rồi em sẽ kiểm tra xương tiếp để xem thế nào. Dạ Thôi cố có gắng đi, chúng mai kiểm tra lại như thế nào. Cô dạ bác có hai ha. Thật ra thì mai có gì kiểm tra đi, còn bác Thỏ nếu mà được đưa về quê thì để anh dở về cho. dạ nếu mà mơ bác sĩ cho em nhập viện để kiểm tra xương á mà bác sĩ không cho kiểm tra, bác sĩ cho từ từ kiểm tra á, thì thôi mà nếu bác sĩ nó kiểm tra á, thì anh hở chở giúp bé Thỏ về để em nhập viện. Dạ Thôi cái gì dạ có vâng gì anh cũng đi về chút đã dạ ha. vâng Có gì thì gọi anh biết dạ vâng anh cảm ha. ơn anh Hải. Chú Hải về nghe Thỏ. Dạ đấy câu Anh rồi đi nghe. dạ Ôi nhờ cho anh ngồi gần thì thấy cũng còn lớn lớn một chút mà người đi đi xoa thì ấy kiểu em bé rồi. À đây nghe. Ôi trời ơi. Trời ơi, anh thấy thiết kế cái đồ treo quần áo cho hai mẹ con, quý vị nhìn thấy vui không? Lấy sâu can vậy đó. Đúng rồi. Anh đi nha. Dạ.